Lê Anh, người ôn sử, xin chào quý vị và các bạn. Nhắc đến nhà vua Lý Thái Tổ, tức ông Lý Công Uẩn, chúng ta thường hay nghĩ đến bài Chiếu Rời Đô của ông. Bài Chiếu Rời Đô là một tác phẩm văn chính luận sắc bén, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và lòng yêu nước sâu sắc. Nhìn chung, Lý Công Uẩn là một vị vua thông minh, nhân ái và rất quan tâm đến ý kiến của dân chúng. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và quá trình hình thành triều Lý dưới thời vua Lý Thái Tổ. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm thăng trầm trong dòng chảy của lịch sử. Có rất nhiều triều đại, trong đó phải kể đến triều Lý và người sáng lập ra triều Lý. Người khởi dựng triều Lý là Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp thuộc tỉnh Từ Sơn, Bắc Ninh. Lý Công Uẩn sinh năm Giáp Tuất, tức năm 974, là con nuôi của thiền sư Lý Khánh Văn từ năm 3 tuổi. Và truyền thuyết vẫn cho rằng ông là con của sư Vạn Hạnh, là anh ruột của Lý Khánh Văn. Cũng theo truyền thuyết, ông thân sinh ra Lý Công Uẩn, nhà nghèo đi làm ruộng thuê ở chùa Tiên Sơn thuộc tỉnh An Phong, Bắc Ninh, phải lòng một tiểu nữ rồi làm nàng có thai. Nhà sư thấy thế đuổi đi nơi khác. Hai vợ chồng dẫn nhau đến khu rừng báng, mệt mỏi dừng lại nghỉ. Chồng khát nước, đến chỗ giếng nước giữa đường uống, chẳng may sẽ chân chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy, đến xem thì đất đã đùn lấp giếng. Người phụ nữ bất hạnh than khóc một hồi, rồi xin vào ngủ nhờ ở chùa Ứng Tâm gần đấy. Sư trụ trì chùa Ứng Tâm đêm trước nằm mơ thấy Long Thần báo mộng rằng ngày mai dọn chùa cho sạch, có hoàng đế đến. Tỉnh dậy, nhà sư sai chú Tiểu Quyết dọn chùa sạch sẽ. Túc trực từ sáng đến chiều, chỉ thấy một người đàn bà có thai xin ngủ nhờ. Được vài tháng, bỗng có chuyện lạ. Một đêm, khu tam quan của chùa sáng rực hẳn lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Nhà sư cùng bảo hộ chùa ra xem, thì thấy người đàn bà ấy đã sinh một người con trai. Hai bàn tay có bốn chữ son, Sơn Hà Xã Tắc. Sau đó, trời bỗng nổi trận mưa to gió lớn. Mẹ chú bé chết ngay khi vừa sinh con, và chú bé theo học sư Vạn Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Chú bé đó là Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn lớn lên, tỏ rõ có chí lớn khác thường. Ông đến Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Khi vua Thiếu Đế bị giết, ông ôm thay vua khóc. Vua ngoại triều khen là trung, cử ông làm tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, thống lĩnh hết quân túc vệ. Theo truyền thuyết, làng Cổ Pháp hồi ấy có cây gạo cổ thụ bị sét đánh tước vỏ ngoài, lộ ra mấy câu sấm. Sư Vạn Hạnh xem câu sấm ấy, biết điềm nhà Lê đổ, nhà Lý sắp lên, bèn bảo Lý Công Uẩn rằng: mới rồi tôi thấy lời phù sấm kỳ dị, biết rằng họ Lý cường thịnh, tất dấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng ông, là người khoan từ nhân thứ, được lòng dân chúng mà binh quyền nắm trong tay. Người đứng đầu muôn dân, chẳng phải ông thì còn là ai? Sợ câu nói ấy tiết lộ, Lý Công Uẩn phải nhờ người đem giấu sư Vạn Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Khi Lê Long Đỉnh mất, Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Vua kế tự Long Đỉnh còn nhỏ, Lý Công Uẩn chỉ huy quân túc vệ trong chốn cung cấm. Bấy giờ, lòng người đã oán giận nhà Tiền Lê, nên quan tri hậu là Đào Cam Mộc cùng các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm ngôi hoàng đế, tức vua Thái Tổ nhà Lý. Vua Thái Tổ thấy Hoa Lư hẹp, bèn rời đô về La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên, tức năm 1010, vua khởi sự rời đô. Khi ra đến La Thành, Lý Thái Tổ lấy cớ có điềm trông thấy rồng vàng bay lên, liền đổi Đại La thành Thăng Long, tức Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lư thành phủ Tràng An, và Cổ Pháp thành phủ Thiên Đức. Vua Thái Tổ chỉnh đốn việc cai trị, chia nước làm 24 lộ, gọi Hoan Châu và Ái Châu là trại. Vốn thông minh bẩm sinh, lại được nhập thân văn hóa ở một vùng đất văn minh, văn hiến, lại được sự nuôi dạy của những vị cao tăng xuất chúng, Lý Công Uẩn thật sự là một người con ưu tú của dân tộc. Ông đã cùng triều Lý làm rạng danh đất nước Đại Việt, viết nên những trang sử oanh liệt dựng nước và giữ nước. Chùa Ứng Tâm nơi ông sinh ra bây giờ có tên là chùa Giặng, ngôi huyệt chỗ giếng nước ở giữa rừng báng năm xưa. Những gò ở xung quanh trông giống như hoa sen nở tám cánh, nên nhà Lý truyền ngôi được 8 đời. Vua Lý Thái Tổ trị vì 19 năm thì mất, thọ 55 tuổi.
Video này tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.